Hello, xin chào các bạn, mình là VNews. Hãy cùng VNews cập nhật những thông tin showbiz mới nhất có trong ngày nhé. Kẻ săn tin chính thức trở thành một trong những web drama quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất màn ảnh Việt tính tới thời điểm hiện tại. Tối 23 tháng 6, dự án web drama Kẻ săn tin chính thức tung trailer đầu tiên, hé lộ nội dung hấp dẫn xoay quanh đề tài nghề báo với những câu chuyện thời sự, xã hội gây nhức nhối. Trong đó, bộ phim đầu tay của Minh Hằng gây chú ý khi quy tụ dàn cast khủng gồm toàn nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Đông Nhi, Trun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Ngân, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Trịnh Thăng Bình, Unify, Cao Thiên Trang, Minh Dự, Lâm Bảo Châu, Quách Ngọc Tuyên cùng dàn học trò cưng của nữ ca sĩ gồm Trương Thanh Long, Trâm Anh, Xuân Phúc. Dù chỉ nhá hàng trong vỏn vẹn 2 phút, trailer khiến người xem thích thú bởi câu chuyện hấp dẫn, dàn khách mời xịn sò, hứa hẹn những khoảnh khắc cười ra nước mắt. Đặc biệt, Minh Hằng sẽ xuất hiện với vai trò nhà sản xuất kiêm nữ chính trong phim. Như đã bật mí trước đó, Kẻ săn tin sẽ đưa những câu chuyện mang tính thời sự, xã hội gây nhức nhối. Bên cạnh những khung hình hào nhoáng, lấp lánh là bức tranh đen tối với hàng loạt khoảnh khắc gây ám ảnh, đánh đấm nặng ký. Có vẻ không chỉ săn tin đơn thuần như những đồng nghiệp khác, cô phóng viên Khánh Hạ do Minh Hằng thủ vai còn phải đối đầu với một thế lực hắc ám với nhiều mối nguy hiểm rình rập. Đặc biệt, trailer cũng hé lộ chuyện tình nóng bỏng với cảnh khóa môi cực ngọt ngào giữa Minh Hằng và trai lạ Lâm Bảo Châu. Giữa những phân đoạn căng thẳng, sự xuất hiện của Trấn Thành, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Minh Dự cũng phần nào giảm đi sự nặng nề của tình tiết câu chuyện. Mỗi người trong số họ đều giữ một vai trò khác nhau với tạo hình nhân vật vừa quen vừa lạ, hứa hẹn tạo nên những tình huống ly kỳ, hấp dẫn. Được biết, để mang đến một hình ảnh mới cũng như thêm gia vị cho sản phẩm đầu tay, Minh Hằng đã bỏ thời gian tập luyện rất nhiều để có thể tự mình đảm đương hết những phân cảnh hành động. Cô cho biết tất cả các cảnh quay đều là đánh thật và đòi hỏi diễn viên phải có kỹ năng thật sự chứ không chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Do đó, chính Minh Hằng cũng gặp phải không ít thương tích trong suốt quá trình quay. Tuy vậy, nữ diễn viên lại cực kỳ hào hứng khi có thể cho ra đời những thước phim hành động mãn nhãn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho người xem. Web drama Kẻ săn tin sẽ chính thức lên sóng vào ngày 26 tháng 6. Vừa rồi là tin mới nhất được VNews cập nhật. Hãy like, share và subscribe cho những thông tin mới tiếp theo nhé. Xin chào!